Xin chào các bạn, xin chào Linh Trần, đây là Linh Trần. Chào các bạn. Linh Trần hôm nay đã xuất hiện và đi với bà Tám tiếp tục chương trình truyền hình của ban Tùng Lâm. Sao rồi Linh Trần, lâu quá. Fan bà Tám mới nghe giọng của Linh Trần. Linh Trần nói đi Linh Trần. Bây giờ em xin nói. Ra xong, em đã nói xong. Nói cái đó đi bà Linh. Dạ bây giờ em xin nói và em đã nói xong. Nói, bây giờ em đã nói xong một câu rồi. Trời ơi, bữa giờ là đâu có gặp bà Linh cả tháng rồi đó. Hơn đúng không bà Linh? Hơn tháng không? Thì 25 bà đi, 24, 27 tôi đi. 27. Hơn tháng rồi đó. Tháng. Rồi bà Linh ở nhà có gì lạ không? Hồi sáng nay bà Linh đi khám bác sĩ thì sao rồi? Đi khám tại vì nó đau quá. Bây giờ đi xin bác sĩ để bác sĩ giới thiệu đi bác sĩ mổ. Trời ơi. Giờ chịu đau quá không chịu không nổi nữa rồi. Thà chết mà tôi nói này phải mổ thôi chứ không mổ là rồi bà đã đi châm cứu chưa? Chưa. Thì bây giờ bà thử một cái châm cứu đi, có mấy fan giới thiệu chỗ châm cứu nè. Mà mình đâu có ở đây đâu. Mình đâu có đi châm cứu rồi đi làm mà. Thì bây giờ bà xuống dưới đây bà nghỉ tạm nghỉ không, một tuần cái đi. Bệnh của tôi là nặng rồi. Mới đầu nói bác sĩ cũng quy này kia kia, cái hồi ổng thấy tôi nặng quá ổng nói tại vì tôi cũng coi YouTube á. Các bác sĩ bên Việt Nam á, đến lúc mổ là phải mổ. Tại vì nó đau quá mà để lâu mất công mà. Rồi hiện giờ bà có đau không? Trời ơi, đau muốn chết. Rồi sao bà còn lái xe? Thì không lái nó cũng đau. Bình thường là nó cũng đau. Nó đau nguyên một cái mông, nó kéo xuống cái chân hả. Nhất đi. Bây giờ bà đang đau luôn. Hả? Rồi bà vẫn lái xe, bà qua bà đây ngồi tôi lái cho. Thì cũng nhiều cái ngồi im vậy nó còn đỡ đó, mà sáng ngủ dậy nó còn đau bạo, nó đến nỗi mà tôi đứng ở trong á, ví dụ tôi tắm nó nói trời không biết, ví dụ tôi muốn khiêng cái kia vô trong tủ lạnh cho nó không biết ngoài có ai không để nhờ. Trời ơi. Rồi đi bộ thì sao? Đi bộ thì nó đau nhiều cái đi mà bộ nói chung đau. Không đi cũng đau, là không làm gì cũng đau. Rồi nằm có đau không? Nằm cũng đau luôn. Thành ra chỉ có mổ nó mới hết đau thôi. Rồi bà có thử đi châm cứu đúng rồi. Thì mấy lần trước có đi kéo chân gì á hả? Chị đi rồi. Nhưng mà có cái châm cứu không? Châm cứu mới có một lần. Trời đất ơi. Rồi bà có tập thể dục không? Có, bây giờ là tối là nằm trên giường là lắc qua lắc lại. Nhưng mà phải mình làm nó, cái địa đệm nó cũng không có thu vô trong. À, như là bắt buộc phải mổ hả? Nó mổ ra rồi nó, ví dụ nó bào mòn này nọ thì hay là nó cắt cái địa đệm hay cái gì thì nó mới hết. Chứ bây giờ mình có tập, nó bị nặng rồi, mình có tập thì nó cũng, cái địa đệm nó cũng lòi ra ngoài rồi, nó đâu có chui vô trong đâu mà nó chèn dây thần cây, thần kinh á. Nó chèn dây thần kinh á, trời ơi. Này bà đau mà bà vẫn đi làm bình thường luôn. Vẫn ngồi làm luôn. Vẫn ngồi làm luôn. Thì làm thì đau thì cái mặt đóng. Đã vậy cũng qua bị té nữa bà. Bác sĩ nó đừng có nên đã té. Cái tôi ngồi làm gì tôi với gì cái ghế nó lùi ra. Cái tôi tưởng là cái ghế sau tôi, tại cái ghế cũng thấp. Cái tự nhiên hả nó trôi sao cái tôi ngồi bẹp thêm mà cái đít tôi nó để nhẹ xuống. Tự nhiên cái bật ngửa nằm dài ra đường luôn. Hồ cách tiệm cái đó mà cái thì đó, nếu mà cái ầm một cái là xong á. Mà tự nhiên hay sao tôi nắm cái chỗ cái cục kia, cái nó ngã từ từ thì tôi tưởng là nó được nha. Ai ngờ cái người tôi bật ra nằm ra giữa đường. Mới chuyện qua. Giờ mà bà lái xe về đây cũng được hay ghê. Phải ấy để còn đi bác sĩ bất kỳ chứ. Thôi đi vô. Bò bía.
bột chiên, nước tương, nuôi. Trời ơi, ăn ít ghê luôn á. Ba đứa, à có quên lộn, hai đứa ăn ba thứ nè. Ít dễ sợ luôn á bà Linh. Sao bà ăn ít dữ bà Linh? Bù á. Bù á. Tháng này không được ăn hả? Rồi xin mời bà Linh. Xin mời các bạn. Tôi đai ẹt á bà Linh. Cái gì mệt tôi quá. Tôi ai ẹt mà bà cho tôi ăn như vậy á bà Linh. Tôi xuống được 2 pound rồi cho tôi ăn vậy, tôi lên 2 pound nữa. Thì chừng nào tôi đi làm bà nhớ bà đây ẹt. Ok, ăn một bữa bụng no nê. Tôi thấy bà ăn chút xíu à. Xíu gì? Hết sạch bắt ba thứ luôn à, mà bà kêu tôi ăn chút xíu hả bà? Ừ. Xíu của bà đó. Xíu là đối với bà là tôi ăn chút xíu. Nhưng mà đối với tôi là... Nhưng mà qua đây bà ăn chút xíu hơn Việt Nam thôi. Tôi thấy bà đâu có ăn nhiều đâu. Nhưng mà chắc Việt Nam bà ăn nhiều hơn. Mà có tăng cân em mặt mà tăng 2 pound đó. Trăm lẻ chín chưa, nay xuống 107 rồi. Rồi, rồi bằng như cũ rồi. Nhưng mà giờ nếu mà ăn lại là nó sẽ lên 109 cho nên là mình phải... bữa mà bà ở đây bà cũng ăn tùm lum thì nó cũng 107 chứ mà. Ê, trước khi tôi đi là tôi bao nhiêu? 107. Ủa vậy hả? Ừ. Ồ, 107 vậy là Việt Nam tôi đâu có lên nhiều đâu. Ừ, nó có 2 pound à, tôi tưởng tôi lên chắc nhiều lắm á. Nhưng mà tại bà đi nhiều. Trời ơi, mình tưởng tượng chắc mình lên dữ lắm á. Bà TG bà nhắn tôi bà nói mà... Ủa bà có lên ký không? Sao cái vậy? Tôi mới nói là có lên 2 pound. Cái bà nói ở bên này tôi đã thấy bà tròn rồi, lên về bên đó bà còn tròn nữa hả? Cái nói không, bây giờ tôi xuống 2 pound rồi. Bà lúc nào cũng 2 pound. Nói chung là xuống nổi. Ừ. Bây giờ nếu mà xuống được 105 là tôi mừng húm luôn. Hồi đó bà nhớ không, lên 100 pound là mình la làng, nhớ không? Nó là trời ơi, giờ mình xuống được ta 98 pound là mình mừng húm. Cái kỳ mà bà ốm nhất là cỡ 102. Cái về sau 98. Ừ. Đó là ốm nhất. Hồi lúc đó còn 95 nữa đó. 98 mà kỳ 95 là bà đi tập thể dục. Đúng rồi. Ốm nhiều nhất đó, nhớ không? Mặc đồ ôm sát nè, mà không thấy miếng bụng nào hết đó. Như là con gái á. Ờ, giống như là con gái. Thời mà thời lúc mà tôi nói là cái thời mà tôi còn chưa có sanh con á, là lúc đó tôi bằng ký đó đó. Xong rồi sau này tự nhiên đi về Việt Nam, cái nó lên 100 pound là tôi la làng lên. Cái xong cái ba ẹ đâu có nổi. Rồi bây giờ hả, nó lên từ từ nó lên nào không hay luôn. Mà nhớ cái kỳ bà đi cho em là bà nói mấy cái khăn mà áo sách nách nào không á. Ừ. Ha, kỳ đó ốm nhom. Ủa mới nhét khăn á. Ừ. Tôi phải cảnh bà chơi cờ cờ bà thơ. Tôi nói bà này vậy mà cũng chơi nữa, thôi ra quay. Chơi sai bét. Ủa đúng rồi, không chơi nhớ. Là cái người nào mà đã đi lên được rồi thắng hoành lại được á là đi tiếp. Ừ. Đi chừng là cách căn nhà à, thôi. Đúng rồi, rồi có khi quay lại thảy thì là cắt nhà đó. Nhưng cắt mà nhà. Hình như mới đầu á là đến cái đầu không có đi lên những cái vòng tròn đó. Không có tròn đó, tùy theo địa phương người ta vẽ. Chứ trong Sài Gòn hồi đó bảy mất là bảy mất rồi. Đặt xong rồi quay qua là ha, mình nhảy mình quay qua. Trong Sài Gòn là có bảy mất từ nhỏ đến lớn à. Cái người nào mà đi giỏi là đi lên, xong mà đi xuống, cái nhảy ra ngoài, xong rồi nhớ hồi đó có cái clip hồi xưa đúng không? Tôi bị té đó. Ờ, bà coi cò cò với bé két chứ tôi bị té đó. Vậy mình đâu có nhớ. Ừ, phải người thắng là đi tiếp, đừng nào cất căn nhà để cho cái người đi sau phải phóng á. Đó. Phải phóng vào căn nhà. Đúng rồi. Không có được bẹp vô nhà của mình. Không có được bẹp vô nhà. Chứ đâu phải là cứ thay phiên nhau đi đâu. Người nào đi thắng rồi là cứ đi hoài, nào cất nhà thôi à. Bà cũng nhớ hay quá. Có ai nhớ đâu, nhớ sao Nhi Vy nó nhỏ, thời giờ nó có chơi. Không, thời giờ nó đâu có chơi cực. Thời giờ nó đâu có chơi mà dình mà nó cũng biết á. Sai, tụi nó hai đứa sai luôn, nói sai mà. Nó đâu cũng nhớ. Giờ tụi nó ngồi máy tính không chứ nó có chơi đâu. Rồi nên lớp nhỏ giờ nó đâu có chơi mấy này. Chị Khanh vui ha, chơi hai chân luôn mới ghê.
hay nói chân đau mà chưa ai chân. Tôi nói tôi cùi muốn mà không đau bụng luôn á. Tôi cùi mà tôi cùi không thể nào mình tưởng tượng. Nhưng mà lúc mà chị Khanh đâu có ai nghĩ ra cái kiểu đó, chị nghĩ không ai. Chị lợi hại lắm chị Gân. Để tao chơi, để cụ bà chơi. Đứng gì đi hai chân bước. Có luống cuốn nè. Mà ở nhà mà coi hết mà lên tập nào mà cũng coi luôn hả? Coi xong mà coi sao tôi không thấy bà comment gì vậy? Chơi comment bà có đọc không mà comment? Có không có. Có đọc sau này mấy clip này chưa có thời gian đọc. Tại vì đọc comment nó tập trung á, sợ đau hai cái vai. Comment là phải tập trung vô rồi đọc xong rồi còn cả lời nữa. Cho nên nó hơi bị đau á, sợ tập trung vô là nó bây giờ phải dưỡng bà hai cái dưỡng vai. Vai đi. Dưỡng đừng vai là để dưỡng vai là để anh chị biết không? Để edit video, đã ngồi edit rồi cả ngày rồi. Với lại cứ một tiếng là đứng dậy xoay cái vai ngược lại cho nó giãn nha. Bây giờ là nó hết rồi đó, nhưng mà ngồi làm tiếp thì nó cũng hết đó. Còn hơi hơi. Cũng còn hơi hơi hàng ngày mình hôm lúc là... mà mới về là hết luôn á. Bắt đầu ngồi edit bắt đầu nó cứng cứng lại nè. Bây giờ mình phải lại đi từ thiện cái đợt cuối ha. Và khiên mì hả? Mấy trăm phần thì cũng quải rồi. Cho dù nó nhẹ nhưng mà cái động thì tác cái đó đỉnh điểm rồi. Là cái đó đó. Đỉnh điểm là đó là tôi đau đau nhiều nhất luôn đó giờ luôn. Không có bao giờ mà đau như vậy luôn. Thôi cũng mừng là hết. Chứ nếu mà đau như vậy mà không hết chắc cũng mệt mỏi à. Đúng rồi. Giống như mấy người đi làm như tôi nè. Làm hoài nữa mà biết không, nó cứng luôn. Nó cứng là ông cái ông bác sĩ mà chăm cứu ông nói đó, nếu mà cô để nó cứng á là lúc đó nó mạch máu nó không có lên não. Là có khi nó bị tắc luôn. Đó ghê không? Nếu ông bác sĩ kêu tôi sao thấy cô ngủ hoài vậy? Má không có lên não hả? Có hồi đó là tại em. Hồi tôi nói lộn, tôi nói xong. Em bị bệnh não không có lên má. Nhưng mà hồi nãy tôi hỏi ông bác sĩ nói là kiểu liệt cái mổ gì đó, ông nói đau ở lưng á, nó sẽ không bị liệt cái chân, nhưng mà nó chỉ yếu cái bàn chân thôi. Còn đau cổ, đó thoái hóa cổ mới có thể là bị liệt từ trên xuống. Nhưng mà cái lưng, cái dây thần kinh ở trên này nhiều nè. Dây thần kinh trên này nhiều lắm, rất là quan trọng nha các bạn ơi. Bạn ơi các bạn nè. Bây giờ hả? Nhiều bệnh xương khớp. Bây giờ là trẻ trẻ nó còn bị nó tại ngồi máy tính nhiều á. Chứ cò đi nó đâu có bị. Ngồi máy tính không à. Giờ trẻ giờ nó bị chỗ dây cổ vai gáy nhiều nè. Ở Việt Nam chỗ đi đâu cũng thấy tiệm gội đầu là ghi là cổ vai gáy quá trời luôn. Nhưng mà bà không nằm gối là đúng rồi, tôi cũng đâu có nằm gối. Nằm gối nó còn bị nữa. Mà nằm riết quen đâu có gì đâu, đã thế mà. Không nằm gối đã. Mà không, bây giờ bà thử bà nằm gối một đêm là bà thấy liền luôn. Không, tôi không có nằm gối đâu, không ngủ được đâu. Tôi nằm gối cao tôi cũng ngủ được. Tôi nằm chật lép. Tôi dục ra hết à. Ở nhà tôi là có gối nhưng mà nó rất là mỏng luôn. Đúng rồi, tại không có gối nó kỳ. Nên là dù tại tôi bỏ gối ra lúc mà khách sạn là tại gối khách sạn quá cao. Ủa khách sạn nó cao mà nó cứng nữa, cho nên mới bỏ ra. Còn ở nhà mình là mình có một cái gối nhỏ mềm mà mỏng. Cho nên là không phải là mình. Với lại bà mua cái đồ mà để coi phim đi. Bà, đồ để coi phim. Bà để trên bụng cái nó chỉ cái điện thoại trên cái mắt bà nó. Nhưng mà như vậy nó cũng nó... Không, bà cứ nằm ra xong bà nhìn cái màn hình giống như nhìn cái tivi á. Gắn cái điện thoại ở trên cái miếng đó. Xong rồi cứ nằm coi thôi, đâu có phải cầm điện thoại đâu. Ok, đi vô nhà một chút rồi có gì ra đi rồi tám tiếp với các bạn nha. Con chào mẹ. Đó, mẹ ở nhà tám nè, thấy không? Thấy cây không? Sen đá không? Đẹp chưa? Ồ, sen đá bự chà bá luôn nè.
đẹp chưa? Hoa nè, tươi chưa? Sen đá đẹp chưa? Đó, hoa nè, tươi chưa? Con này héo rồi, bên này héo rồi, bỏ, lát nữa thay hoa. Thôi mình đi vô nhà một chút nha. Chào mẹ con vô nhà nha mẹ. Cái này phải tỉa nữa nè, mấy cây này nè. Đi đâu rồi? Đem quà cho bà Linh lựa. Linh gà. Quà gì em qua? Quà đây là hai chai nước hoa của Mỹ Tâm. Trời ơi. Đó thì có hai mùi. Thì đó. Linh mở ra cái này anh thích mùi nào mà lấy mùi đó, mà giờ phải mở cho nhỏ mới hửi được mùi. Đó. Mùi nào cũng thơm hết á. Thì đúng rồi. Hay gì là bà lấy chai nhỏ liền cái này đi, còn chai lớn là cái này. Ủa bộ luôn hả? Bộ hay là cái lấy này cho hai mùi. À bộ đó. Còn bộ này dành cho ai? Kitty. Kitty cũng sướng ha. Mình quan thử nào chưa? Cái nào đẹp? Bà thơ lấy nào này. Tôi làm gì à, à bà hả? Quan trọng là mùi chứ đâu bên ngoài nó làm gì. Thôi nói chung mùi nào cũng thơm hết á. Thì lấy màu nào bà thích đi. Thì bà hỏi tôi, ổng đâu có tặng tôi đâu. Đúng rồi. Ổng tặng cho bé Ly nè, bà nè, Kitty nè, fan coi như là fan cuồng Mỹ Tâm á. Cần fan Tâm Thơ đâu có tặng em gì đâu anh. Ai biết, không biết, anh không biết. Tao tôi cũng fan cuồng Mỹ Tâm mà ổng không tặng tôi. Chơi kỳ không? Mới đầu cho anh có hai chai à. Mà anh thấy chân lại thiếu. Tại cần phải 4 chai để mới sinh thêm 2 chai nữa. Sao ổn? Anh mới nói là cho cái ti mà không xuống lấy là em lấy á. Mà cho mấy đứa em luôn. Trời ơi, lấy chứ, cái ti phải lấy rồi. Cái ti chưa điện đó nữa. Vậy hả? Em điện giùm đi. Ủa Ly cũng có nè, phải Ly cũng có. Ly cũng fan Mỹ Tâm người mà. Fan cuồng mà còn bộ nữa đâu. Bộ với Hạ Vy. À, Hạ Vy đúng rồi. Đúng. Đúng. Mình anh có quà gì cho được đâu, cái may có cái này thôi. Mấy màu xanh đẹp không? Mấy màu xanh đẹp. Trời ơi đổi rồi, cái tì nó kỳ được lựa. Rồi cảm ơn anh Quang. Ok, cảm ơn bà Linh. Rồi cảm ơn anh Quang, cảm ơn bà Linh. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Mỹ Tâm chứ. Cảm ơn Mỹ Tâm nữa chứ. Cảm ơn bé. Các bạn ơi, mới đi Đức Mẹ về. Mẹ là nó cầu xin về tạ ơn mẹ. Rồi. Tạ ơn người đi chuyến tạ ơn đi. Mẹ là mình đi thành công một cái chuyến thiện nguyện của mình ở Việt Nam. Đó, là lúc trước khi đi là tôi ra tôi nói nó mẹ lo con bây giờ con chả biết gì quá trời là thành công. mẹ lo con không biết gì mẹ ơi, không biết gì đâu mẹ ơi. Mẹ lo đi theo con mẹ đi lo mẹ con. Đi với con phục vụ mà. Mình nói mình theo mẹ đi phục vụ mà mẹ theo mình. Mẹ theo bà mình đó hay ha. Xin nói chung là ngày nào cũng xin, lần nào cũng ra xin sức khỏe, xin bình an. Rồi xin cho fan bà Tám, ân nhân của bà Tám sức khỏe bình an. Rồi ngoài ra cũng xin Đức Mẹ với Chúa nhậm lời những lời cầu nguyện mà fan yêu, giống như là yêu cầu, không phải yêu cầu, giống như fan nhờ bà Tám cầu nguyện giùm á, thì mình cũng xin làm mẹ Chúa mẹ nhậm lời những người đó, tại vì họ đã tin tưởng mình, họ nhờ mình cầu nguyện giùm, thì mình cầu nguyện giùm, nhưng mình cũng xin Chúa mẹ là nhậm lời những người mà đặt niềm tin nơi mình để cầu nguyện đến Chúa Mẹ. Đó, thì ngày nào cũng vậy, ngày nào buổi sáng cũng như những lời đó, và buổi tối trước khi ngủ cũng như những lời đó. Giỏi quá. Cũng không quên là cầu cho những linh hồn đã qua đời, linh hồn thì mình đọc kinh trong đó cũng có hết rồi. Nhưng mà mình đọc là linh hồn do anh Bautista thì lúc nào mình cũng đọc rồi. Rồi thêm Giuse, Maria. Dài quá cũng không được, thành ra là
Không, tôi đọc hết. Thì các linh hồn, linh hồn do Amatista, Yuse, Maria, một lạc luôn vậy đó. Con Dominico này kia đó. Ủa, vậy hả? Là đọc một tràng luôn. Lỡ đọc rồi cái đó có ba mấy giây nhiêu ngưng chi. Đó là coi như là ngày nào cũng xin như vậy, nhất là cầu xin cầu nguyện cho các ân nhân của mình luôn bình an, có sức khỏe, khỏe để tiếp tục công trình vĩ đại của bà Tám Con Thơ đi quá trời quá đất. Bà Linh mắc cười mà nói trời ơi, tôi coi mà tôi thấy bà đi mà tôi muốn sụm cái lưng tôi luôn. Tôi chắc không nổi đâu. Thì chắc chắn rồi. Thu lắm. Sao bà nổi thấy được đi mà tôi chịu không nổi. Nổi mà hồi đó là tôi khỏe lắm mà, thấy không? Khiên này khiên kia ông sùm. Bây giờ nhìn là ớn luôn á, chịu không nổi. Mà lên mà nói tôi thấy bà đi tôi tưởng tượng tôi cái lưng tôi muốn gãy luôn. Tự nhiên bà tưởng tượng, bà ngồi bà coi, bà cũng tưởng tượng là sao bà nội. Bà khỏe thiệt á. Nhưng rồi mà nhiều khi bà có gồng không? Không. Xong bà về đến đây bà có sụp không? Không. Không. Tôi khỏe re, sao mà gồng? Trời ơi, bà nghĩ sao tôi gồng tôi lên. Tôi biết bà khỏe chứ, nhưng mà nhiều khi á, xong một đợt đi cái qua bên đây cái nó yên tĩnh cái bà nằm. Bà thấy tôi nghỉ ngày nào không? Tôi về tôi vẫn quay clip mỗi ngày luôn á. Tôi tính là tôi về là tôi nghỉ giải lao một tuần luôn á. Tôi tính là tôi nghỉ giải lao á, mà cuối cùng đâu có nghỉ đâu. Coi như là không nghỉ luôn, phải quay thôi. Bà như là siêu nhân đúng mà rồi. Nếu mà Tám bị cái gì là Tám lên Tám la làng liền à. Tám mới gì Tám phải cố gắng. Trời ơi, không, Tám đào dài là Tám la làng liền à. Đào lưng là la làng lên liền à. Hết thì nói hết, đau nói đau, trời đau mình mới nói cho khán giả cầu giúp cho mình chứ, giúp cho mình là thứ nhất cầu nguyện, mình nói là giúp cho mình kiếm bác sĩ chứ. Chứ tự nhiên là mình đau cái cố gắng không được. Như vậy giờ liềm nếu mà bây giờ tôi đang đau tôi ngồi tôi đang nói chuyện đâu được, tôi ngồi nói chuyện tôi nhúc nhích một cái là tôi la làng anh đau liền á. Tám đâu có giấu chi, trời ơi đau cứ đau, mệt cứ mệt, nhức đầu cứ nhức đầu, còn hông là hông. Mỗi mấy lần tôi nhức đầu tôi cũng hay nói đó, phải không? Rồi sao nhức đầu dữ người ta, còn hông thôi. Trời ơi, trên đây lợi hại lắm á, mình bị gì hả là khán giả hả, fan mà Tám hả nhắn tin chỉ Tám đủ điều luôn á. Rồi có cái anh kia kìa, anh gửi bột rồi lá cây rồi cây nè, cây trồng nè, rồi dầu nè, mấy cái organic đó mà ảnh đang nghiên cứu á, mà bữa giờ Tám chưa có chia sẻ, bữa giờ bận quá anh ơi, em quên cái vụ đó luôn. Ảnh nói là hả cần gì thì nói với ảnh, mà organic không à, không có cần phải thuốc men gì rồi của bác sĩ này kia. Cái chữa bằng organic đó rất là hay luôn á, mà ảnh là đang nghiên cứu, anh học cái đó luôn á. Cho nên là nhiều lúc mình quên á, mình không có nhớ. Cho nên là mình nhắm cho kỹ càng, rõ ràng rồi mình mới chia sẻ được. Thì nói về, bây giờ nói về tượng Đức Mẹ nè. Tám đã nói nhiều lần là Tám không còn nhận nữa. Không thể nào mà nhận đặt nữa, tại vì Tám ngưng để từ từ đi, đợt sau đợt tới là để nó xong cái đợt này cái đã. Đợt này là hàng ở tượng Đức Mẹ ở đường thủy sắp về tới rồi, để Tám giải quyết xong hết tượng Đức Mẹ được đợt này xong cái đã rồi Tám mới tính tiếp. Chứ bây giờ Tám không có dám nhận nữa. Và những người mà đã nhắn tin cho Tám đặt rồi thì cứ yên tâm, đường thủy về một cái là Tám sẽ gửi đi hết cho mọi người. Yên tâm, ai cũng có đó. Không có ai mà không có, trừ khi người đó không lấy thôi. Tôi này tôi quá yên tâm luôn á. Tôi ngồi đó tôi đợi ơi, bà gửi hết. Nè, có một người mới nhắn tin cho tôi nữa nè. Chị đừng quên cho em tượng mẹ nha, em đợi mẹ mòn mỏi luôn. Sáng mai em lại chị được không?
sẵn em hái cho chị mấy trái sơ ly luôn nghe. Em ráng đợi tượng à, đi đường thủy nha. Đường thủy sắp về rồi nha em, còn nữa đâu, bây giờ là coi như là còn thiếu nữa đó, bị hụt luôn rồi. Rồi cái tám mới nhắn nè, có đem về 2 thùng nhưng mà không có đủ tới phiên em vì tám phải gửi theo thứ tự. Cái xong Thảo mới nhắn là dạ không sao, em tiếp tục đợi nhưng sáng mai em đem sơ ri lại cho chị nha, vì nhà em gần nhà chị của em, vì nhà chị gần nhà chị của em. Ừ. Đó, cho nên là nói cho các bạn đừng có buồn tám, cũng đừng có giận tám. Giận tám là buồn tám là không có được, bởi vì tám đâu có muốn, tám đâu có muốn đâu. Có là tám tám đưa liền, cứ tám giữ làm gì? Đủ là tám đưa liền chứ tám giữ làm gì? Nhà tám có chút chiếu à, chỗ đâu để. Cho nên là nhiều lúc xoải theo thứ tự, chưa tới lúc là thấy tấm chưa gọi. Nhưng mà bữa tấm có nói là có những người tấm tìm không ra, Facebook á, tấm tìm không ra cái nick mà đã từng nhắn tám. Hả? Vậy hả? Ừ. Không có để số điện thoại. Không. Facebook thì dù tôi ghi ví dụ như là Trang Nguyễn đi. Rồi tôi mở hoặc tôi đi Facebook, mà như là fan nào mà ở Facebook là cũng ghi chữ Facebook thấy. Thì bởi vậy khi nào kết bạn thì nó mới nhanh, còn không thôi bà tìm biết bao nhiêu. Ôi, tôi tìm quá trời luôn, tìm không được đâu, tôi tìm quá trời tìm luôn mà không ra. Bây giờ phải lo anh sĩ à, trong thơ hôm trước có cái mấy cái hình mà cha chụp chung anh ở nhà đó. Dạ okay. Dạ dạ rồi để em gửi cho anh chị. Dạ bye anh. Dạ nói với gì quên rồi, tượng Facebook đó. Bây giờ hôm bữa tôi cũng có quay cái clip, tôi nói là fan nào mà nhắn tin cho tám trên Facebook á thì confirm lại cho tám, cũng như là nhắn lại thì coi cái lịch sử, cái lịch sử tin nhắn mà có ghi là nhắn qua nhắn lại là xin tượng á là tám mới ship đi nha, tám mới gửi. Còn nếu mà không có tin nhắn mà đặt trước là cũng không có đâu nha các bạn. Thông cảm cho tám nha, quá nhiều luôn. Bây giờ là gần 1,000 á, không ơi, đúng rồi 700 hơn rồi đó. Trời, bữa bà nói 400 là ngưng nha. Ờ là vậy đó, lén lén mà tăng. Thì bởi vậy bây giờ tám mới nói là tám không bao giờ muốn là không có cho mọi người hết á. Lúc nào ai muốn tám cũng muốn có. Trời ơi, mình đã chủ yếu là mình muốn là mọi người có đức mẹ, mà làm sao mình không làm được. Nhưng mà lực bất tòng tâm quá nhiều luôn rồi, cho nên là mong là thông cảm, đừng buồn nha. Nhiều lúc đó, đó vừa rồi cái clip vừa rồi là thấy 2 thùng tượng đức mẹ nhỏ em về, 2 thùng nghĩ là nhiều hả? Không có đâu, không xí nhê chứ, xẹt hết sạch luôn. Bây giờ còn thiếu cơ. Giờ đó có mấy người tám nhắn mà không biết sao mà đưa sao giờ thiếu. Thôi nếu mà thiếu thì nói chung là sắp về rồi, tám đã nói là sắp về rồi, chờ vài bữa nữa thôi, chờ cả mấy tháng được, lẽ giờ có vài ngày nữa không chờ được. Mình cứ quên đi, mốt có giờ. Mà tại vì người ta gửi, người ta sponsor cho mình, người ta support cho mình. Thì chẳng lẽ mình cứ gọi hoài, mình cứ chừng nào hoài. Người ta đã gửi đi rồi, nó đang trên đường tới, thì chừng nào người ta tới thì người ta gọi thôi. Chứ bây giờ mình hỏi hoài cũng dí hoài cũng kỳ. Cho nên là các bạn ơi, các bạn hãy yên tâm, bình tĩnh và yên tâm mà đợi chờ chung với tám. Tám cũng đợi nữa. Còn mấy bài hát bà có bố nữa, cái bà tâm tiền nụ cười sao vậy nè. Coi như là có một số comment khán giả nói tám là để cái bài hát á đừng có cắt á, tại vì trong tiền nụ cười á tôi phải cắt, tại vì bản quyền á phiền lắm, cho nên là tám phải cắt ngắn ra, không coi được hết nguyên một cái bài. Nhưng mà nếu mà nguyên bài thì thấy nó sẽ hay. Thì bây giờ á tám đã nói nhiều lần á là những cái bài hát á mà tám cắt ra từng bài để cho các bạn dễ tìm á, ví dụ như phần dậu âm muối hát thì
là A Muối có ở trên Canh Music, là những bài A Muối hát nhạc hoa này kia, ở trong những cái chương trình livestream này kia là tấm cắt ra từng bài, mà những bài là post lên trên Cam Thơ Music nha. Đây, đó là cái kênh Cam Thơ Music của Tám đây. View nó thảm lắm các bạn. Mà sẵn các cô chú, anh chị nhớ đăng ký kênh bà Cam Thơ Music luôn nha. Cam Thơ Music view thảm lắm các bạn. Tại vì bao nhiêu năm mà mới được có mà nhiều, tại vì lý do mình không có hoạt động ở trên đó nhiều. Lâu lâu thì mình post ca nhạc thôi. Mà ở trên đó đăng ký cho nó vui. Mà may cái kênh nó không có quảng cáo ha. Có quảng cáo tiêu quá thì đâu có như không có tiền nữa. Nói chung là không, nói chung là Tám cũng đã post bài, những bài em khiếm thị á. Cái bài hát Sống Như Những Đóa Hoa là ở trên Cam Thơ Music Tám đã post lên, mấy em khiếm thị hát bài đó. Rồi bài Khát Vọng của em khiếm thị, mấy ông Nhật Hồng cũng hát bài Khát Vọng rất là hay ở trong buổi tiệc nụ cười đó, thì tấm cắt ra nhỏ nhỏ từng bài. Niềm Tin Chiến Thắng Tám cũng cắt ra một bài ở trong buổi tiệc đó để Tám post lên Cam Thơ Music. Tại vì bây giờ bài nào cũng bị bán quyền cho nên post lên Cam Thơ Music cho rồi là mới được nguyên bài. Mà Cam Thơ Music là post lên là nó ghi bản quyền, post lên là ghi bản quyền, theo mẹ đi phục vụ thì không có bị, thì có thể theo mẹ đi phục vụ thì Tám sẽ post lên trên bài Tám Cam Thơ một bài thôi, duy nhất bài. Tại vì có người nói là tìm cái bài Theo Mẹ Đi Phục Vụ của bà Tám hát trên YouTube mà không có, bây giờ có rồi đó. Cam Thơ Music có bài Theo Mẹ Đi Phục Vụ mà Tám hát trong buổi tiệc nụ cười đó, nguyên bài nha. Rồi đó là trên kênh Cam Thơ Music nha các mà bạn. Mai mốt là có tổ chức nụ cười mà có cụ già bà hát bài Theo Bóng Hoàng Hôn đi, buồn để cho quá. Cả sợ nó nụ cười quá, nụ mà cười có các mà cụ hát già buồn quá. Ôi là buồn luôn, sợ các thì bà vừa hát bà vừa cười. Cười nhiều gì mà có coi tiệc nụ cười có, chưa? Có, coi rồi, lâu rồi. Trời ơi, có cái chị này chị nhắn nè. Chị nhắn hay lắm nè. Coi video tiệc nụ cười xúc động quá, coi rơi nước mắt lúc nào không hay. Người Việt Nam rất là chịu khổ, khó khăn cũng vì cuộc sống của mỗi người. Thấy những người nghèo khổ tàn tật ngồi trên xe lăn vẫn đi ra ngoài đường bươn chải trong cuộc sống để bán từng tấm vé số kiếm ít tiền lời để xoay sở trong cuộc sống, nhìn thấy mà thương xót cho họ. Chúa biết hết tất cả trong lòng của mỗi nhân loại, rất là cảm động coi thấy những mảnh đời không được may mắn. Rất là cảm ơn đến Cam Thơ Kim Khanh và tất cả các ekip đồng bộ của Tám Cam Thơ đã đem tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người, và nhất là những người lớn tuổi tàn tật phải đi bán vé số mỗi ngày. Xin Chúa Giêsu ban ơn phước trở lại cho tất cả các ekip đồng bọn của Cam Thơ và Kim Khanh và Trung, y như lời của Chúa nói với các môn đồ Ngài: khi ngươi đãi tiệc, đừng mời anh em bạn bè của và người thân của mình, rồi họ sẽ mời lại trả cho ngươi. Khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người mù nghèo tàn tật khó khăn trong cuộc sống thì họ không thể trả lại cho ngươi, thì ngươi sẽ được ơn phước của Đức Chúa Trời nhiều lắm đó. Hay ha? Đúng là giống như là tôi mời bà đi thì bà cũng phải mời lấy tôi, bà trả cho tôi rồi thì thôi. Nhưng mà những người người ta nghèo, người ta khổ vậy, người ta đâu có thể nào người ta lại trả lại cho mình gì đâu. Thì cái đó thì Chúa mới trả cho mình, ghê không? Mà công nhận á, các ông bà cũng đâu có phải là làm biếng đâu ha. Như là mỗi người công việc thì đi bán cái số hết luôn. Chỉ có những người tàn tật quá thì cũng có lý do người ta không bán thôi, còn bao nhiêu là cũng người nào mình bán giấy làm số, được là đi làm thôi, kiếm mọi cách để bán kiếm tiền. Nhưng mà cũng có người nói là thay vì mình đi mua vé số thì mình cho lấy cái tiền đó mình cho người ta, chứ người ta lời có một đồng một ngàn một tờ. Mình cho là bà đã cho 500 ngàn một người rồi,
Còn cái này là người ta phải cầm cái đó, người ta ăn xong người ta lại đi bán nữa. À, à là đúng mình rồi ủng hộ. À nhớ rồi, không phải là tại vì cái này là giống như là cái lúc mà mua số là phát sinh thôi, mình không có nghĩ là mình mua vé số của ông bà, nhưng mà tại vì cái lúc đó cái một cái người bà, một cái bà cụ bà nói bây giờ tôi phải đi bán vé số có một tiếng đủ không đó, tôi phải đi bán, cho nên mình mới nảy ra cái ý định là thôi bây giờ mình ủng hộ vé số của bà để bà khỏi có đi bán, bà đừng có giống như là xót ruột đúng khi rồi mà ngồi ăn tiệc mà còn phải lo mà phải đi về bán, thôi là không có bán kịp rồi làm sao mà phải ôm đó. Có cái bà cụ kia bà nói trời ơi tôi mừng quá, ngày hôm qua tôi trời mưa tôi không bắt được, tôi ôm một đống vé số luôn. Thì đó mình không có hiểu là bán vé số thì không bán kịp thì sẽ như thế nào, nhưng thì mà không bán kịp mình thì chỉ là ủng hộ trong cái buổi tiệc đó thôi à. Chứ cho bình thường mình cũng đâu cũng phải ngày nào gì cũng nói, cho nên là các bạn cũng hiểu là cái khúc đó là như vậy chứ thật ra Tám biết là vé số không có trúng đâu, khó trúng lắm. Hôm bữa Tám mua tất cả là ở trong gần 1,000+ tờ đó, gần 2,000 tờ mà cuối cùng không có trúng một tờ luôn đó, đúng là từ thiện luôn á. Nếu mà trúng thì có gì đâu để nói không, nếu mà trúng thì là không có nghĩa rồi, còn bây giờ không trúng ha là đúng luôn. Và hôm bữa Tám mua cho bà cụ gì đó ăn á có mấy tờ mà lại trúng được 1,2 triệu, tới giờ nó cũng chưa lãnh nữa bà. Có rảnh đâu đi lãnh, xong nói chết ngộ bây giờ sao tụi con không đi lãnh đi. Cái Hạ Vi nó nói chết rồi, con đem cái vé số này về Nha Trang rồi không biết con có lãnh được không nữa. Trời đất ơi vậy sao mà. Cuối cùng nó tuyết nhiên nó nói lãnh được, Nha Trang cũng lãnh được, vé Sài Gòn. Trời trời, chúng tôi coi tôi cũng nói tôi mà coi đó tôi cũng mua ủng hộ đúng không. Mình mua ủng hộ đâu có nhiêu tiền đâu, 10,000 tờ mấy trăm mấy triệu. Nhưng mà biết sao Tấm đấy, tại vì không trúng mà không chịu đi lãnh cho nên kỳ này không cho trúng. Trúng chịu hai mình tới lúc mua vé số mới cũng không chịu đi lãnh nữa. Thấy phát cho tất cả mọi người mà cũng có phát, nhưng mà chắc người ta coi có trúng cũng không hiếm trúng lắm, nhiều cũng có một tờ có khó trúng lắm. Trời ơi kỳ đó hên lắm mới trúng được cơ mà. Nói chung hai tờ mình mua ủng hộ thì các ông bà đó bán hết người ta cũng mừng chứ bộ. Khỏi phải đi vậy đó, đó là tại vì sợ là cái tiệc nó xong rồi phải chạy đi bán, người ta lo lắng người ta sợ người ta giống như người ta ăn mà người ta trong cái tâm trạng lo lắng thì không có vui. Thì mình muốn là đúng nghĩa là tiệc nụ cười, cười là phải cười, phải tươi, phải vui. Lại mua ủng hộ thì trong đó các cụ cũng có lời rồi. Cái đó hình thức giống như là cũng là ủng hộ từ thiện thôi. Chứ nhiều khi bình thường mình có gặp mua mấy đó đâu. Đúng rồi, bình thường tôi có mua cái số đâu. Nhiều lúc mua tôi cũng chẳng mua giò. Mua không giò nữa. Dễ gì mà chút. Ở bên Mỹ thì á, mấy người kêu hùng hùng mua. Kìa. Tôi cũng có cái vé số bên Mỹ tới giờ cũng chưa dò chắc mấy tháng trời rồi. Thôi dẹp luôn đi. Dục luôn chứ sao. Có chưa trong lâu. Trời à. Chừng nào hành trình tiếp theo mà chưa biết. Không biết. Mình chưa biết đâu. Có xuống cũ. Rồi cái điện thoại xuống dưới khe rồi. Vé đi Canada có rồi nè. 28 tháng 9 là Tám hát ở Canada, Toronto nha các bạn. Chị Khanh đi mà chị Khanh không đi. Chị Khanh không đi, chị Khanh kẹt rồi. 7 giờ sáng trời ở Los, đi từ Los và dậy từ 3 tới giờ. Tới chiều 2 giờ 40 mới tới. Đi giờ đó dậy sớm ha. Là ngày 26 tôi đi. 6 tháng 10 hả? Đúng rồi, không 6 tháng 9 Tám đi. Rồi ngày 29 tháng 9 Tám về. 4 Tám sẽ đi quay thác Nagafor cho các bạn xem. Đừng có mà đi xuống đứng gần nữa bà. Không biết tháng đó chắc mát rồi đó. Tháng trời lạnh chết. Không có lạnh, tháng nó mát. Tháng 10 mới bắt đầu lạnh. Tháng đó là chưa lạnh. Thì tháng Tám
rồi sẽ quay khắp nơi gặp phô cho các bạn xem nha. Tắm đi trước một ngày bà đi chơi. Rồi mà đi rồi mà hồi xưa rồi lúc đó đâu có làm được cái đâu gì đồng bọn phải không. Ừ, chở đi á. Bây giờ mình mới quay bên Canada nè. Biết thì trước hình như quay cũng quay bên Canada luôn chứ bà quay ở đâu, bà đi Canada mà. Kỳ này là ngày 17 nha các bạn, 18 Houston nha. Fan nào của bà Tám ở Houston giơ tay lên. 17 nha. 18 bà hát ngày 10 mấy? 18. Hát 18. Rồi hát ở DC á là ngày 31 tháng 8. Ý. Ủa ngày 1 là ngày chủ nhật. 31 đúng rồi. Tám hát ngày 31 tháng 8. Năm 2024 ở DC, Virginia. Đừng có đi đánh tennis nữa nha. Cái tay bà khỏe chưa? Ok rồi. Mà sao tay bà đen như vậy? Bà đỡ đâu cho tất nhiên bà đỡ lên cái cánh tay bà đen thui. Không biết bà có vô máu gì Mỹ đen không mà sao kỳ vậy? Đen đâu. Hồi xưa bà trắng mà. Hồi xưa tôi đen. Mà sao cái cánh tay của bà đen khủng khiếp luôn á. Đen đâu nè trời không, ơi bà coi cái phim coi chạy cái... nhiều lúc cái ánh sáng của phim chứ giờ đen, bây giờ thấy có đen mà đâu tím đấy chứ. Mà Linh mình để các bạn mình để ý bằng tay tôi giữ bà Lâm coi các bạn có thấy đen không, coi không thì phải coi hết ngóc ngách chứ. Mà coi clip nở đầu Tiết Nhi mà thấy làm sao cảm động, cảm động ha. Ừ. Trời, tôi edit mà tôi còn cảm động. Ủa không, tôi có đợi edit đâu. Nó trang trọng cách đặc biệt đó không? Tại vì có một mình á, mà cha làm cũng là nhấn mạnh á, cha làm rõ ràng đúng không? Nó đọc từng lời. Tôi nó... coi, tôi cũng cảm động. Hay quá trời. Thấy bà khóc quá trời xong rồi. Cái mặt cũng khóc xong rồi hả? Lúc cha đọc cứ nhịn đầu, sợ khóc sao? Nào nè. Trời ơi. Tôi quốc trong bụng bà. Chớp 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 chớp. Nhìn cái mắt chớp chớp là biết liền. Để coi coi lúc đó. Còn chị Khanh cũng chớp chớp mà. Rồi hôm bữa chị Khanh làm MC nụ cười. Tôi thấy chị Khanh mắt chân 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 làm mì. Rồi các bạn ơi, clip đã quá dài. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nha. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Bye bye. See you again. Mẹ ơi con mến mẹ, dù đông giá chưa hè. Mẹ ơi con mến mẹ, thu về bên con nhé. Mẹ ơi con có mẹ, mùa xuân mới cho đời. Mẹ đưa con đến Chúa, Ave Maria. Dẫu khó nguy trong đời, kêu khấn mẹ, mẹ ơi. Lúc khổ đau giữa đời, nguyện cầu xin mẹ hỡi. Bấp bênh bước tương lai, con vững trong van nài. Mẹ nhớ Chúa đôi nhìn, nghe lời con khấn xin. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you.